Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Khỏe để sống vui. Kính thưa quý vị, bên cạnh vấn đề thừa cân béo phì thì việc thiếu cân suy dinh dưỡng cũng đang được dư luận quan tâm và khiến rất là nhiều người đau đầu. Và ngày hôm nay hãy cùng với hai vị khách mời của chương trình trò chuyện về chủ đề này. Chúng tôi xin được giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Vâng. Xin chào MC Mai Anh và xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Và xin được giới thiệu MC Tuyết Ngân, một MC rất là quen thuộc trên sóng truyền hình. Xin chào bác sĩ Lâm, xin chào chị Mai Anh và xin chào tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quả thật là bình thường khi mà chúng ta nhắc về chủ đề như là thừa cân béo phì thì có lẽ là quen thuộc hơn với quý vị khán giả. Nhưng mà chủ đề ngày hôm nay thì cũng gọi là cực kỳ cấp bách với những ai mà đang cần phải tăng cân một cách an toàn và lành mạnh. Câu hỏi đầu tiên có lẽ là hỏi Tuyết Ngân ạ. Bởi vì khi mà nhìn Tuyết Ngân với một thân hình cân đối như thế này, có lẽ là rất là nhiều khán giả sẽ cảm thấy không thể hiểu được cô MC này tại sao đã từng có một khoảng thời gian gầy gò thiếu sức sống. Vậy không biết là cụ thể thời điểm đó chiều cao cân nặng rồi thể trạng của mình như thế nào ạ? Thật ra là đúng là chủ đề là thừa cân béo phì sẽ rất là quen thuộc với lại tất cả quý vị khán giả. Tuy nhiên là đối với những người nào mà bị thiếu dinh dưỡng hay là quá gầy gò, thật ra cũng là một cái điều khiến cho họ cảm thấy rất là tự ti. Và chính là em trong quá khứ cũng sẽ như vậy. Tức là trong thời điểm đó em nhớ là em học khoảng lớp 8, 9 là cao, lúc đó em cao cỡ 1m52, 1m55. Và cân nặng của em là 42kg. Và lúc đó thì em có một mái tóc dài lắm, dài tới đây nè. Thế là mọi người vẫn hay thường nói em là mái tóc nó lấy hết chất dinh dưỡng trên cơ thể rồi, nên là tất cả mọi chất dinh dưỡng chỉ để nuôi tóc thôi. Và cái thân hình lúc đó thì mẹ cứ lo lắng là không phát triển được, chiều cao cũng không phát triển được, nhìn thì da xanh nè, nhìn yếu ớt lắm, kiểu như là những cái môn thể chất là kiểu như không bao giờ có thể vượt qua được vậy đó. Và mình cũng rất là tự ti trong cái thời điểm đó. Riêng cái vấn đề này thì mình cũng rất là đồng cảm. Bởi vì khi mà mình có nhỡ giảm cân hơi sâu đến một cái mức cân mà mình nghĩ rằng là mình ổn, mọi người nhìn vào lại thấy là gầy gò quá thì mọi người chê rất là nhiều. Vậy thưa bác sĩ, như cân nặng và chiều cao mà Tuyết Ngân vừa chia sẻ thì có thể coi là thiếu cân không ạ? Và như thế nào thì chúng ta biết được rằng cơ thể của mình đang trong tình trạng thiếu cân ạ? Vâng, có hai cách tính, tức là chúng ta có thể tính nhanh cái cân nặng nên có bằng số lẻ chiều cao nhân với 0,9. Như vậy thì bạn Tuyết Ngân cao 1m55 thì ta lấy cái số lẻ của chiều cao là 55 nhân với 0,9 thì có phải ra 49,5kg. Thì là đẹp mà bạn có 42 cân thì như vậy là gầy. Hoặc chúng ta cũng có thể dựa vào chỉ số BMI bằng cân nặng chia cho chiều cao bình phương và cân nặng tính theo kg, chiều cao tính theo mét. Thế thì nếu mà ai chỉ số BMI bằng 18,5 đến dưới 23 là đẹp. Thường ví dụ BMI lý tưởng thì chúng ta khoảng 21,22 là người đẹp. Chắc các bạn đây bây giờ là BMI 21,22 đó. Thế còn nếu mà dưới 18,5 thì gọi là gầy ạ. Là mình sẽ phải có công thức rõ ràng để có thể tính được cái tình trạng của mình là thiếu cân hay là thừa cân là theo chỉ số BMI. Với Tuyết Ngân này, không biết là khi mà mình trong một cái thể trạng có thể coi là thiếu cân gầy gò như vậy thì lúc đó cái cảm giác của mình thế nào? Tự ti thì là Ngân vừa nói rồi nhá, nhưng mà liệu rằng sức khỏe của mình có đủ để mà duy trì những cái hoạt động học tập rồi những cái hoạt động trong đời sống khác không ạ? Trong cái thời điểm mà em thiếu cân á thì may mắn là không phải là lúc mà cái việc học nó quá nặng, tức là lúc đó em chỉ mới cấp 2 thôi. Nhưng mà ở cái giai đoạn mà chuyển cấp, tức là từ lớp 9 á, thì mình cảm thấy là cái sức khỏe của mình không đủ để đáp ứng những cái lớp học thêm liên tục. Hoặc là mình cảm thấy là nếu phải thức khuya học bài là sáng ngày hôm sau em cảm thấy choáng váng và không thể tiếp thu bài mới là thấy rõ luôn. Rồi những cái hoạt động cuối cấp, ví dụ như là tham gia những cái hoạt động ngoại khóa cùng với bạn bè để có thêm kỷ niệm nè, hoặc là đi chụp hình ngoài trời nè, những cái hoạt động đó là không bao giờ mà em có thể đảm bảo để mà chơi với mọi người. Như là những cái hoạt động như là kéo co hoặc là những cái trò chơi như là đá bóng đội nữ là không bao giờ lớp em chọn em vào những cái vị trí như vậy, tại vì mình không có đủ sức khỏe để mà mình tham gia. Thì lúc đó mình cũng cảm thấy rất là tự ti. Và một đối tượng nữa cũng lo lắng không kém, đó là gia đình, là bố mẹ. Tại vì cái giai đoạn đó là mọi người vẫn biết, đó là cái giai đoạn vàng để phát triển cái chiều cao, cân nặng, tất cả các chỉ số trên cơ thể. Thì lúc đó nhìn mình cứ gầy gò xong rồi không đủ chất thì thật sự là bố mẹ cũng rất là lo lắng. Có nghĩa là chỉ vì cái thể trạng mà mình đã đánh mất rất là nhiều những cái kỷ niệm ở một cái giai đoạn mà đáng lẽ ra là cực kỳ đáng nhớ trong những năm đi học. Nhưng còn chế độ ăn uống ngủ nghỉ hàng ngày, chế độ sinh hoạt thì vẫn diễn ra bình thường chưa ạ? Thật ra thì ở đây nó giống như một cái bí ẩn. Em nghĩ là bạn nào mà thừa cân hay là thiếu cân mình cũng sẽ thấy, ủa mình ăn uống cũng đàng hoàng lắm người ta, sao mà nó cũng không đủ chất. Giống như ngày đó em nhớ là những cái
ăn vặt trước cổng trường là em ăn đầy đủ. Ngày nào em cũng ăn vặt trước cổng trường hết. Mà thường là những cái ăn vặt như vậy là người ta nói rất là nhiều calo nha. Bây giờ tính ra thì rất là nhiều calo. Rồi trà sữa em cũng uống. Đó, kiểu như vậy, chỉ là về nhà ăn cơm thì em cũng ăn. Nếu là ngày nào món em thích thì em ăn nhiều, không thích thì em cũng ăn vừa vừa. Tức là mình cảm thấy là không phải là ăn uống quá thường xuyên, không có chế độ lắm. Tuy nhiên là em vẫn thấy là em ăn nhiều, chứ không thuộc dạng là kén ăn hay là dễ dị ứng hay là ăn ít. Nhưng mà mình vẫn thiếu cân trong lúc đó. Vậy thì có lẽ là bác sĩ sẽ phải giải đáp cái thắc mắc này rồi. Mọi người sẽ nghĩ là có lẽ là cô bé này có một cái lịch trình thất thường, ăn uống không đầy đủ thì mới dẫn đến cái tình trạng là cân nặng mình không kiểm soát được, hoặc là mình sẽ thiếu cân, suy dinh dưỡng. Nhưng mà có những trường hợp là ăn rất là nhiều mà chúng ta vẫn không thể tăng cân được, thì liệu rằng nguyên nhân dẫn đến việc thiếu cân, suy dinh dưỡng đó là gì ạ? Nhiều khi thì chúng ta thấy rằng cảm giác là các bạn cứ cảm giác là ăn nhiều, tại sao lại không tăng cân? Hay chúng tôi ngồi tư vấn dinh dưỡng thì thấy nhiều bà mẹ bảo con em thì em thấy ăn cũng được, tại sao lại không tăng cân? Nhưng mà mình phải xem lại cái khẩu phần ăn, có khi là mình chưa cân đối giữa chất đạm, chất đường, chất béo. Có khi rồi mình ăn ít chất béo quá. Nhất là người Việt Nam mình thì cứ quan điểm là chất béo nó làm cho rối loạn tiêu hóa, nó khó hấp thu. Thế là mẹ cho con ăn ít chất béo, hoặc bạn hồi nhỏ có khi là gia đình cũng không chú ý là ăn ví dụ những cái như là bạn phải ăn cân đối chất béo, thì chất béo nó có trong ví dụ trong thịt đờn nạc đường mỡ này, trong dầu ăn, có khi là mình ăn tổng lượng nó ít nữa, mình cảm giác là nhiều. Nhưng có khi hoặc là bạn lại có cái thói quen ăn vặt, thì trước bữa ăn có khi sắp đến lúc đi học về mình lại ăn vặt rồi, thế là về bữa chính mình lại bỏ bữa chính đi. Thế thì bữa chính mình ăn được nhẹ 10 phần mình chỉ ăn được 5 phần thôi, thế là mình mất một cái khoảng chất dinh dưỡng rất là quý rồi. Thế không kể thì ngoài ra một số người mắc các cái hội chứng rối loạn tiêu hóa kéo dài ấy. Mình trẻ em thì mình hay gọi là rối loạn tiêu hóa mãn tính. Người trưởng thành thì có khi là bị viêm đại tràng mãn tính. Thì những cái vấn đề đấy nó cũng ảnh hưởng đến tiêu hóa hấp thu. Đương nhiên thì cơ địa mỗi người cái khả năng hấp thu cũng khác nhau. Có những người chúng ta gọi là mắt da mắt thịt thì rất là dễ tăng cân. Nhưng có những người lúc nào chân tay cũng cảm giác nóng, tức là cái chuyển hóa cơ bản của mình nó cao, thế thì mình ăn hơi nhiều thì mình cũng vẫn gầy. Ngoài ra thì chúng ta thấy có những lý do như là các bạn vận động nhiều quá. Ví dụ có khi Tuyết Ngân hồi trẻ rất là năng động, các bạn đi chơi đâu mình cũng đi cùng, mặc dù mình không tham gia chính nhưng mà cũng tham gia đầy đủ, thì là mình chạy chơi nhiều nó cũng tiêu hao năng lượng rất nhiều, thì cái phần ăn vào mình cái phần tiêu hao nó không đủ, cung cấp đủ thì cũng bị gầy ạ. Khi mà nhắc đến việc thiếu cân, suy dinh dưỡng thì chị em phụ nữ đi sẽ thường chỉ nghĩ đến vấn đề thẩm mỹ thôi. Nói thật với bác sĩ là cũng có rất là nhiều chị em còn mong muốn là mình gầy vì nghĩ rằng là gầy thì mặc gì cũng đẹp, thôi gầy thì vẫn còn hơn béo. Nhưng mà nghe bác sĩ phân tích và kèm theo hình ảnh mà chương trình cung cấp thì mới thấy là việc mà chúng ta thiếu cân cũng để lại rất là nhiều những cái hệ quả, những cái hậu quả cho sức khỏe của mình. Nhưng mà quay trở lại đến câu chuyện là khi mà mình biết hậu quả rồi mà mình muốn tăng cân chẳng hạn, thì lại có những cái trường hợp như là Tuyết Ngân là cũng muốn tăng cân mà không tăng cân được. Mai Anh cũng như vậy, khi mà muốn tăng cân thì sẽ nghĩ đến việc là mình cần phải nạp thật là nhiều chất này, chất béo này, đồ ăn ngọt này, ăn đêm đi cho nó dễ tăng cân. Cái cách này thì Ngân cũng có từng áp dụng không? Em cũng từng áp dụng những cái cách như thế này. Như y như chị luôn. Dạ chính xác, bởi vì trước mắt là nó là sở thích cái đã. Nó là sở thích ăn những cái đồ ngọt, sở thích ăn những cái đồ dễ chịu, thích cho bản thân của mình. Chứ không phải là những cái chất dinh dưỡng mà đầy đủ các nhóm, gọi là các nhóm dinh dưỡng giống như là bác sĩ đã phân tích. Nhưng mà hệ quả của nó đó là tăng cân một cách không kiểm soát. Nhưng mà có một giai đoạn thì em cảm thấy là em ăn rất nhiều vẫn không tăng được một chút nào, sau đó đến một cái ngưỡng, sau đó là tăng teo một cái luôn, không kiểm soát được, không thể nào thắng lại được, kiểu như vậy. Và nó vẫn gây ra cho em một cái sự mệt mỏi. Em vẫn không cảm thấy cơ thể mình khỏe mạnh gì hơn. Em vẫn cảm thấy là dù là lúc đó em có một cái sự tăng cân nhẹ đi, nhưng mà em vẫn không có cảm thấy là mình khỏe khoắn hơn bình thường. Em vẫn lừ đừ, vẫn cảm thấy không đủ sức sống. Em nghĩ đó không phải là một cách tốt. Vậy có thể là cái chất mà mình thiếu thì vẫn thiếu, xong rồi chất mình thừa thì lại thừa ra, nên khiến rằng là mình có tăng cân nhưng mà mình cũng không khỏe hơn. Dưới góc độ y khoa thì bác sĩ thấy sao về cái quan điểm là cứ cố gắng ăn đêm rồi ăn nhiều chất béo như vậy ạ? Thực ra thì khi mà chúng ta gầy, chúng ta cố gắng ăn thêm nhiều chất béo hay nhiều chất đường ngọt á, thì thực ra nó cũng không tốt cho sức khỏe. Mà lúc này muốn tăng cân thì chúng ta cũng gọi là phải tăng cân đúng và khoa học ấy, dinh dưỡng hợp lý. Tức là chúng ta muốn tăng cân nhưng chúng ta vẫn phải ăn cái khẩu phần nó cân đối giữa chất đạm, chất béo, chất đường bột, rồi đủ vitamin, khoáng chất,
rồi các cái chất chống oxy hóa nó có trong khẩu phần ăn thì chúng ta mới khỏe. Bởi vì nếu mà chúng ta ăn đường ngọt nhiều quá thì các bạn có khi là tăng khối mỡ, rồi nung núc chúng ta tăng cái đường trong máu thì nó lại nguy cơ có khi lại mắc đường máu cao hay là tiểu đường thì rất là nguy hiểm. Hoặc là chúng ta lại ăn chỉ có đường ngọt nhiều mà chất béo, và chất béo nhiều thì chúng ta tăng chủ yếu là khối mỡ. Thế thì ở chỗ này chúng ta muốn tăng cân là chúng ta phải ăn cân đối. Và tăng cân ở đây là chúng ta phải kết hợp với, ví dụ các bạn luyện tập thì nó tăng cả khối cơ. Và chúng ta ăn đủ chất, ví dụ nó đủ các axit amin chuẩn này, đủ các chất béo thiết yếu thì nó cũng giúp cho sự nhìn của mắt, rồi tăng cường trí nhớ hay là cái miễn dịch của mình tốt. Rồi chúng ta ăn để tăng cân thì vẫn phải đủ các vi chất dinh dưỡng, ví dụ đủ sắt này, đủ canxi, đủ kẽm. Nói chung các cái vitamin, khoáng chất chúng ta cũng phải đủ thì các bạn cảm thấy sẽ khỏe mạnh hơn. Giống như là Tuyết Ngân hồi nhỏ mà lại ăn nhiều nhưng cảm thấy không khỏe, có thể là mình ăn chưa đúng cách và lại thiếu các vi chất dinh dưỡng thì chúng ta cũng không thấy khỏe mạnh ạ. Có lẽ là lúc này chúng ta cần phải làm rõ những cái khái niệm, một là tăng cân và hai là tăng cân an toàn lành mạnh cơ. Thì cái tăng cân an toàn lành mạnh mới là cái điều mà chúng ta cần hướng tới. Thực tế hiện nay ở thị trường thì cũng có rất là nhiều những loại thực phẩm chức năng cũng được quảng cáo là sẽ khiến cho chúng ta có thể tăng cân một cách hiệu quả, an toàn. Ngân đã từng thử một số loại thực phẩm chức năng nào có tác dụng như vậy chưa? Dạ có. Tức là trước đây thì bố mẹ khi mà cảm thấy là lo lắng cho sức khỏe của con cái thì cũng đã mua. Thứ nhất là các loại thuốc bổ, ví dụ như là thuốc bổ não, rồi các vitamin, rồi dầu cá này nọ thì cái đó cũng chung chung đi. Sâu hơn nữa là bắt đầu mua tới những cái viên thực phẩm chức năng. Em nhớ là có viên thực phẩm chức năng riêng về là chức năng bổ sung các loại chất xơ nè. Viên thực phẩm chức năng để bổ sung các loại vitamin nè. Có một loại viên nó còn hỗ trợ hấp thụ như là kiểu như là để ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn. Kiểu như vậy, tức là một ngày sáng ra em phải uống phải 3-4 viên gì đó. Xong trước khi ngủ là em phải ăn thêm 3-4 viên vitamin gì nữa mà khác loại của nhau. Cứ như vậy, ngày nào cũng như vậy. Bên cạnh đó là còn uống sữa nữa. Liên tục là uống sữa, uống rất là nhiều sữa. Mà toàn là sữa nguyên kem để vẫn còn cái chất béo á. Thì bố mẹ kêu là nó sẽ tốt hơn để cho việc tăng cân hay là bổ sung thêm những cái chất cho sức khỏe. Là cái chế độ đó thật sự là làm em bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy ngán ngẩm. Hơi ám ảnh đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái hiệu quả sau đấy là nó có tức thời không? Hay là cũng phải một thời gian dài thì mình mới thấy rõ? Em thấy là hiệu quả nó cũng không có tức thời lắm đâu. Nó cũng em duy trì được vài tháng. Sau đó thì em thấy có một sự chuyển biến nhẹ nhưng mà nó cũng không phải là tất cả. Em vẫn cảm thấy là người mình nó vẫn không có được một cái sức khỏe đầy kiểu gì đó. Vậy không biết là bác sĩ thấy sao về chế độ này ạ? Việc mà mình sử dụng liên tục các loại thực phẩm chức năng và sữa để tăng cân ạ? Thực ra thì tôi thấy rằng bố mẹ Tuyết Ngân cũng chăm con như rất thế đầu cũng, tư có, cũng có khía cạnh đúng đấy. Thực ra thì với những trường hợp mà bị gầy không tăng cân á, thì bao giờ chúng tôi thường chuyên môn chúng tôi cũng phải tìm hiểu nguyên nhân. Rồi họ hỏi cái khẩu phần ăn 24 giờ qua, mình thấy có những cái gì mà nó không đúng để mình tư vấn. Thế ở đây thì bạn có uống sữa là tốt rồi. Thế nhưng mà sữa ở đây thì đúng ra thì chúng ta dùng cái sữa bột công thức ạ thì nó tốt hơn. Thường cái cân đối đạm đường béo nó tốt hơn và tăng cường thêm các cái vi chất dinh dưỡng, rồi các cái chất dinh dưỡng thiết yếu giống như là chất béo thiết yếu như là omega 3, DHA, EPA chẳng hạn thì nó cũng giúp tăng cường trí nhớ rất là tốt. Và người ta vấn đề là ta tính toán đủ là ví dụ chúng ta uống một hoặc hai cốc sữa thì nó đáp ứng được bao nhiêu, ví dụ 30-50% nhu cầu dinh dưỡng các cái vi chất dinh dưỡng đấy. Thường các cái sữa công thức thì nó cân đối đạm đường béo rồi, và bố mẹ Tuyết Ngân cũng cho uống thêm các vitamin khoáng chất như vậy thì cũng đúng, cũng tốt. Nhưng mà chúng ta cũng phải uống đủ thôi. Thì tôi lại thấy là Tuyết Ngân lại uống vi chất các vitamin vào buổi tối, có khi là chúng ta lại nó làm cho ngủ ít đi. Vì nếu các vitamin mà chúng ta phải uống buổi sáng hoặc buổi trưa, sau bữa ăn trưa chúng ta uống buổi tối thì các vitamin lại gây thức tỉnh, có khi ngủ ít nó lại làm cho mình gầy thêm đó. Các bạn chú ý chỗ đấy nữa. Và thường chúng ta cũng phải những người gầy thường là biếng ăn, cái hệ tiêu hóa nó hấp thu không được hoàn chỉnh á, không được tiêu hóa hấp thu hoàn chỉnh thì thường bao giờ chúng cũng phải có uống một cái giai đoạn ngắn là uống cái enzyme tiêu hóa.
enzyme tiêu hóa, gọi là bổ sung enzyme tiêu hóa vào, nó giúp mà chúng ta tiêu hóa đạm đường béo được tốt hơn và hấp thu các cái dưỡng chất được tốt hơn. Sau đấy rồi chúng ta cũng có thể bổ sung các cái lợi khuẩn, nó giúp cái hệ tiêu hóa của chúng ta hoạt động tốt hơn, nó tiết dịch này, tiết enzyme tiêu hóa, bản thân của bản thân mình cũng được tốt hơn. Và không những thế thì những cái lợi khuẩn nó còn giúp tăng cường cái hệ miễn dịch cho cơ thể và chúng ta ít bị bệnh tật đi, thì chúng ta cũng khỏe mạnh và ăn ngon miệng và tăng cân đều hơn ạ. Thế là ở một góc nhìn nào đấy là việc mà mình có thể sử dụng các loại thực phẩm chức năng cũng như là sữa thì cũng rất là tốt. Nhưng đúng cách thôi ạ. Vâng. Quan trọng là mỗi người sẽ có một thể trạng khác nhau và không thể đem một cái công thức chung để áp dụng cho tất cả mọi người được. Mấy anh thì nghĩ rằng là bên cạnh chế độ ăn uống này, việc mà mình sử dụng thêm các loại thực phẩm hay là sữa này, thì việc mà mình luyện tập cũng rất là quan trọng nữa. Như Tuyết Ngân thì Ngân phải luyện tập như thế nào? Rồi Ngân phải cố gắng ra sao để bây giờ có thể có một cái vóc dáng cân đối như vậy ạ? Thật ra là trong cái giai đoạn mà mình thiếu cân là mình không có muốn chơi một cái môn thể thao nào hết. Mình thật sự tự ti luôn, tức là mình không muốn cùng chơi thể thao đồng đội với các bạn. Mà chơi một mình cũng cảm thấy là nó nhọc quá. Tức là mình chỉ hoạt động một chút xíu thôi là mình đã cảm thấy mình hụt cái năng lượng rồi. Và lúc đó là em không có muốn chơi thêm một môn nào hết. Sau này thì có lựa chọn một số những cái môn thể thao mà nó không có đòi hỏi tiêu hao quá nhiều năng lượng trong một lúc. Ví dụ như là em có thể đi bộ nè, em có thể là chạy nhưng mà không cần phải chạy quá nhanh mà là chạy bền nè. Hoặc là quê em thì ở Vũng Tàu nữa có biển, thế là em có thể bơi ở biển. Thì những cái môn đó em cảm thấy là tiêu hao năng lượng nó vừa đủ, nó không làm cho nhịp tim của em quá tăng cao hay là cảm thấy quá mệt mỏi. Thì cái đó em nghĩ là cũng là một cái cách để mà có thể luyện tập cho sức khỏe dẻo dai hơn. Và khi mà mình luyện tập thêm thì em thấy là về ăn ngon hơn. Ăn ngon hơn thì lúc đó ngủ cũng sâu hơn. Ngủ sâu hơn thì em nghĩ là sức khỏe cũng tốt hơn. Bác sĩ nghĩ sao về chế độ của Tuyết Ngân ạ? Vâng, tôi nghĩ rằng bạn Tuyết Ngân đã có cái chế độ luyện tập nó cũng rất là phù hợp cho cái người muốn tăng cân. Tức là chúng ta vận động ở cái cường độ vừa phải. Nếu mà chúng ta vận động quá nhiều thì cái tiêu hao năng lượng rất là nhiều. Thì chúng ta mặc dù chúng ta ăn được thêm nhưng lại tập trung cho cái tiêu hao năng lượng của vận động. Thế bạn vận động vừa phải rồi nó kích thích ăn ngon miệng. Thì lúc về mình ăn cái bữa ăn lại ngon miệng hơn. Và thường thì chúng ta cũng chỉ lên vận động khoảng 30 phút một ngày là quý rồi. Lúc đấy thì nó giúp cho cái cơ bắp nó cũng phát triển rồi. Cái hệ tiêu hóa của chúng ta nó cũng kích thích và ăn ngon miệng hơn ạ. Dạ. Nhưng mà khi mà chúng ta luyện tập được một thời gian rồi, duy trì một cái chế độ ăn uống phù hợp trong một thời gian rồi, thì đến một cái ngưỡng nào chúng ta sẽ biết rằng là thể trạng của mình như thế là ổn, cơ thể của mình, cân nặng của mình là cân đối rồi và mình sẽ duy trì ở cái mức đấy ạ? Tôi nghĩ rằng trong quá trình mà mong muốn tăng cân và mà thực hành có tăng cân thực sự thì lúc đấy chúng ta sẽ nhìn lại giống như ban đầu chúng ta trao đổi là chúng ta lại tính lại cái chỉ số BMI của mình là bằng cân nặng chia cho chiều cao bình phương và cân nặng tính theo kg, chiều cao tính theo mét. Thế mà BMI của mình trên 18,5 đến dưới 23 là đẹp. Thế đối với nước ngoài thì những như là châu Âu, châu Mỹ hay là của WHO thì họ cũng đưa ra là dưới 25. Nhưng thực ra người Việt Nam mình BMI mà 23 đến 25 là cũng nguy cơ đường máu, mỡ máu cao nhiều hơn rồi. Thì các bạn cứ cố gắng là BMI mình 21, 22 thế là đẹp rồi. Nhất là các bạn mà lại làm MC nữa thì BMI mình chỉ 20, 21 là đẹp rồi. Đúng không ạ? Thế thì hoặc là chúng ta tính bằng cân nặng bằng số lẻ chiều cao nhân 0,9 đấy. Thế là chúng ta có thấy cái cân nặng mình đã đạt được trung bình rồi. Thì lúc đấy bạn duy trì cái chế độ ăn hiện tại và kết hợp với tập luyện thể dục thể thao đều đặn thì tôi nghĩ rằng chúng ta duy trì được cái cân nặng bền vững. Và mình đã có kinh nghiệm cho tăng cân rồi thì rất là tốt ạ. Như thế là quan trọng nhất là mình phải thuộc công thức để tính BMI. Làm thế nào để mình biết là cái thể trạng của mình rồi cái cân nặng của mình như thế nào là nó ổn để mà mình duy trì. Thì đây cũng là một cái gợi ý rất là hay để quý vị khán giả có thể nhớ. Và với Tuyết Ngân này, Ngân có thể chia sẻ một vài lời khuyên, một vài động lực đi cho quý vị khán giả, những người cũng đang gặp phải những cái vấn đề như là mình đã từng mắc phải không? Có thể nói là từ lúc thiếu cân cho đến lúc cố gắng để có một cái vóc dáng cân đối hơn, sau đó là trở nên thừa cân một tí xíu, sau đó lại tiếp tục cố gắng có một cái vóc dáng cân đối hơn, thì tất cả mọi cảm xúc là Tuyết Ngân đều đã trải qua rồi. Tự ti có, lo lắng có, cảm thấy sức khỏe của mình không đủ để có. Thì Tuyết Ngân nghĩ là hiện nay có rất là nhiều những bạn trẻ vẫn đang có một cái lối suy nghĩ rất là sai lầm. Đó là khi mà người ta nghĩ tiêu chuẩn của cái đẹp là cái sự gầy, giống như là chị Mai Anh nói. Và đặc biệt là những bạn ở cấp 2, cấp 3, những bạn nữ bây giờ, giống như là em gái của Tuyết Ngân ở nhà, thì đặt ra một cái tiêu chuẩn về cái mức cân nặng nó rất là khắt khe. Và thậm chí nó khắt khe giống như là một số những cái idol Hàn Quốc. Thì càng gầy lại càng đẹp, vô tình
là các bạn ấy đánh rơi mất một cái khoảng thời gian vàng để có được một cái sức khỏe tốt nhất, vừa là để tiếp thu kiến thức. Càng trẻ thì chúng ta càng học nhanh. Khi mà các bạn ấy không đủ sức khỏe, không đủ cân nặng thì các bạn ấy sẽ đánh mất cái sự tập trung, giống như là bác sĩ đã phân tích. Bên cạnh đó cũng đánh mất luôn cả cái khả năng phát triển về những cái hệ cơ quan khác một cách đầy đủ nhất, những hệ miễn dịch một cách đầy đủ nhất. Rồi kể cả chiều cao nữa. Mà chiều cao là một trong những thứ mà nếu như mà không đủ cân nặng, cái mình không muốn luyện tập thể dục thể thao, chiều cao cũng không được phát triển, thì sau này mình có muốn, mình có bổ sung như thế nào chăng nữa, nó cũng không còn hiệu quả nữa. Thành ra nên là nếu như mà có được một cái lời khuyên từ một người từng trải giống như là em á, thì thật sự em nghĩ là thôi thì khoảng thời gian nào nó cũng có một cái gọi là mục đích vàng của nó. Thì hy vọng là các bạn, nhất là những bạn mà thanh niên, thiếu niên, sẽ sử dụng đúng cái khoảng thời gian này, có thể ăn thật là đầy đủ chất để mà các nhóm cơ đều được phát triển một cách hoàn chỉnh nhất. Rồi khi mà chúng ta đã trưởng thành rồi á, thì nếu như muốn siết cân lại một tí để phù hợp hơn với lại cái quan điểm về cái đẹp, thì lúc đó chúng ta làm sau. Còn ở giai đoạn này thì cứ từ từ phải ăn đủ chất, phải khỏe trước đã. Đúng là từ một người từng trải rất là tâm huyết về những chia sẻ của mình, với cái lời khuyên vừa rồi, Mẹ nghĩ rằng sẽ cực kỳ hữu ích dành cho quý vị khán giả đang theo dõi. Xin được cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời. Và chúng ta vẫn còn một phần nho nhỏ. Ở mỗi một chương trình thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những câu hỏi mà các khán giả đã gửi về qua fanpage hoặc là qua mail của chương trình. Thì không biết là bác sĩ có thể sẵn sàng để giải đáp tất cả những thắc mắc này cho quý vị khán giả được không ạ? Sẵn sàng trao đổi đấy ạ. Khán giả có địa chỉ email lilynguyen1504@gmail.com hỏi như sau. Em cao 1m56, nặng 45kg. Cơ thể không quá gầy nhưng mặt thì hốc hác, thiếu sức sống. Em cũng cố gắng ăn uống nhiều hơn nhưng chưa cải thiện được. Vậy làm sao để em có thể khắc phục được tình trạng này, thưa bác sĩ? Thực ra thì nếu mà tính cân nặng lý tưởng nên có ấy, thì ở đây chỗ này là bạn nói rằng bạn 1m56 mà có 45kg thì thực ra là gầy đấy ạ, chứ không phải là không gầy lắm. Mà chỗ này cân của bạn phải với cái chiều cao này là bạn phải xấp xỉ khoảng xung quanh khoảng 50kg thì mới gọi là cân nặng đẹp. Tôi nghĩ rằng ngoài cái ba bữa như là bữa sáng, bữa trưa, bữa tối của gia đình, bạn nên uống thêm những cái sữa mà gọi là sữa cao năng lượng, thường được thiết kế là đủ đạm này, đủ béo, tiết yếu, rồi dễ hấp thu các cái vitamin và khoáng chất, nó cũng rất là đầy đủ, thì nó sẽ giúp tăng cân tốt. Thì đấy là những người có điều kiện đấy, ngay cả những bạn ở nông thôn mà không có điều kiện thì thôi thì chúng ta ăn thêm các bữa phụ, ví dụ như là bắp ngô hay là củ khoai thì nó cũng giúp tăng cân một chút ạ. Khán giả có địa chỉ Facebook Hà Trần hỏi: em nghe nói vitamin B sẽ kích thích ăn uống tốt hơn, điều này có đúng không ạ? Nếu sử dụng thì em nên dùng như thế nào cho phù hợp, đúng cách, thưa bác sĩ? Thực ra thì trong các vitamin thì đúng là vitamin B, cụ thể là vitamin B1 đấy, thì cũng giúp cho cảm giác ăn ngon miệng hơn. Thế nhưng mà ví dụ nếu mà chúng ta ăn đủ thịt này, đủ ngũ cốc, ví dụ ăn gạo sắt rối hay chúng ta ăn đậu xanh thì trong đấy nó vẫn rất là giàu B1 rồi. Mà ở đây chúng ta phải nhìn cái chế độ ăn tổng thể. Có thể bạn không những thiếu B1 đâu, mà chúng ta thấy ví dụ như là nếu thiếu kẽm trong khẩu phần ăn, kẽm thì có nhiều trong hải sản, rồi trong các loại thịt. Thế nên chúng ta thiếu kẽm thì thường cũng là biếng ăn, nhất là các cháu bé thiếu kẽm thì nó rất rõ là biếng ăn và lại thấp chiều cao nữa. Thế thì tùy theo trường hợp chúng ta thiếu cái chất gì thì chúng ta bổ sung, chứ không có chỉ có mỗi B1 đâu ạ. Rất là cảm ơn hai vị khách mời đã chia sẻ nhiều thông tin hữu ích trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng 30 phút của chương trình có thể cung cấp cho quý vị thật là nhiều kiến thức liên quan đến chủ đề thiếu cân suy dinh dưỡng. Và thời lượng của chương trình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.